Đang bưng lễ đám cưới, thanh niên bất ngờ cầu hôn luôn bạn nữ nhà gái khiến cộng đồng mạng tròn xoe mắt. Bye. 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 See ya. See ya. Bye. See you guys later. Một màn cầu hôn không thể nào ấn tượng hơn khi một thanh niên đang bưng lễ cưới cho chú rể thì tranh thủ cầu hôn luôn bạn nữ cũng đang bê tráp cho cô dâu, khiến ai xem cũng bất ngờ hạnh phúc. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ trong một thời gian ngắn nhưng thu về 6,6 triệu lượt xem cùng 5.000 bình luận ở phía bên dưới. Theo đó, tại buổi lễ thành hôn của một cặp vợ chồng trẻ, lúc cô dâu chuẩn bị thực hiện màn tung hoa cưới từ phía sân khấu xuống cho đội bê tráp thì bất ngờ cô dâu quay xe đưa thẳng bó hoa cho thanh niên đứng cạnh sân khấu. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chàng trai ấy cầm bó hoa trên tay tiến thẳng đến một trong số các cô gái trong đội bê tráp nhà nữ. Người này lấy trong túi quần ra thêm một chiếc nhẫn và bắt đầu màn cầu hôn khiến cô gái vỡ òa hạnh phúc, bật khóc giữa đám cưới làm ai chứng kiến cũng vui sướng giùm cho cô nàng này. Mặc dù không phải cầu hôn ở một nơi thật cao sang hay chuẩn bị quá cầu kỳ, thế nhưng nhìn cách mà hai bạn ấy trao cho nhau cái ôm và những giọt nước mắt sau đó, đủ hiểu rằng họ đang hạnh phúc mãn nguyện đến nhường nào. Trước sự việc bất ngờ diễn ra, toàn bộ quan khách đang dùng tiệc cưới và mọi người có mặt ở đây đều dồn ánh mắt về đôi bạn trẻ. Trong khi đó, cộng đồng mạng thì tròn xoe mắt vì lần đầu tiên nhìn thấy nhà nam bưng lễ cho chú rể cầu hôn luôn với nhà nữ đang đề tráp cho cô dâu. Ủa, rồi ai là nhân vật chính trong buổi lễ này vậy? Cô dâu chắc đang nghĩ bụng, chắc tao nhường sân khấu cho tụi mày luôn quá. Nhìn cô gái bật khóc là hiểu được cô ấy đang hạnh phúc lắm đấy. Mặc dù cách thể hiện của anh ấy có vẻ là hơi vụng về, nhưng tình thương là thật. Chúc mừng đôi bạn trẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.